Quên cái nón hoài. Có nhảy lên sao? Được. À, không sao không sao. Nó dụ thằng mốt. Không không sao. Phải mình ở bên kia cũng ít cây nắng. Rồi, ok. Mask off. Oh, we're going. Uh-huh. Okay, đi gió biết. Ở đây nghe hình như nó có trồng mấy cái dừa nước không? Dừa nước có dừa nước có. Dừa nước mình ở nghe không? Không mình ở nghe trồng được bốn à? Không 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 ấy mình muốn đi cho đi khám phá. Đây là có không có? Vì du lịch đông quá nè. Du lịch về lại à? Về lại là sướng nhá. Đấy bữa nay là Trung Quốc bộ về đây, Hàn Quốc rồi về đó. Trung Quốc hả? Trung Quốc rồi. Trung Quốc trời luôn. Chẳng cho thông xa gì chứ. Let me put this down. A minute. Give me one. Hai năm này đấu ai đâu không? Hai năm này đó đấu du lịch đâu không? Không, mất luôn. Là đâu mới có nữa. Dịch này cũng bị dịch. Đấy. This is an unscheduled stop on the way back to my hotel. I was attempting to make a U-turn when I saw this waterway with all these coracle boats, and of course I have to procure a ride. Okay. Ở Mỹ. Hả? Ở Mỹ. Ở Mỹ. Mỹ. Mỹ mới về. Mỹ mới về. Làm gì mệt không? Hả? Làm gì mệt không? Pretty cool out here, actually. Very, very cool. I don't know. Okay. Anyway. Trời, anh sống ở đây luôn hay sao? Đây đông người kia lắm. Đông người kia lắm. Cái này ra tới ngoài biển luôn sao, ra tới sông luôn hả? Đây sâu quá. Uh-huh. Làm mấy
Thì mấy cái này là dừa nước không? Okay, so these are the water coconut. Let's take a look at it. We have a chance. It's used for dessert a lot. Mà giờ này không có dừa, không có trái mà. Yeah. Tụi nó bắt cua. Cua đó, bắt cua đó. Bắt cua. Cua xí xí, cá cá đó. Cho bọn nước cả. Chắc bắt không biết mà họ người Thái mình á, người Thái á. Người gì? Người Thái. Người Thái đúng rồi. Dạ yeah, đúng rồi. Nặng quá nó đúng rồi. Cao nhiều quá mình ơi. Ê. Cao nhiều quá mình đây mấy ngày. Không màu đâu không? Hả? Không có. À, cũng nhiều du lịch quá ha, cũng nhiều mà. Tưởng ít lắm nha, mà cũng có người đi. Cái này chắc mà lấy tay bắt dễ hơn.
place there. Okay. Okay. Yeah. Okay.